Hello, quốc hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì hôm nay lên cho tất cả bác bộ combo cực kỳ là chắc nha. Test chắc âm cho tất cả bác tham khảo này. Bộ combo em sử dụng là một cặp bốt LT 4402 TM 25 mã, cặp Panaray nha, Panaray. Đấy. Và một cặp sub EV sub đơn bắt 50. Sub đơn bắt 50 nha, sub EV Electro của Mỹ. Một cái bộ bàn mixer liền công suất Yamaha EMX 5016S 5016CS. Đấy. Đó nha bác. Bàn mixer này. Thì bộ bàn mixer này thì em sẽ ghép vào cặp sub. Và em sử dụng đó là một con bốt 1008 series 6. Bốt 1008 series 6 thì em sử dụng để đánh vào cái cặp Panaray này. Đấy. Để đánh vào cái cặp Panaray này nha. Đấy, và trọn bộ như thế này thì giá lăn quanh đâu đó chỉ chưa tới 70 triệu nha bác nha. Chưa tới 70 triệu, nguyên bộ giờ này chưa tới 70 triệu nha. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ alo cho em. Đấy, các bác sở hữu một bộ âm thanh như thế này về hát karaoke sân vườn này. Đấy, qua các quán cà phê, rồi hội trường vân vân. Đấy, chỉ cần bao nhiêu đây thôi là các bác karaoke cực phê luôn. Nghe nhạc bao hay. Đó. Rồi em sẽ để chứng minh điều đó thì em sẽ test cho tất cả bác cùng lắng nghe về chất âm nha. Đây. We'll be right back.
karaoke các bác nhá. Đấy, quá là phê. Cái bộ này mà các bác chơi karaoke thì phải gọi là như là vũ trường luôn nha bác nhá, như là vũ trường luôn. Đó. Rồi, nguyên bộ này thì các bác nào chơi thì alo em, giá lên quanh gần 70 triệu thôi. Đấy, chưa tới 70 triệu thì các bác có thể ôm nguyên cái trọn bộ âm thanh karaoke này về các bác chơi. Đó. Về chỉ việc cắm điện và chơi thôi và hát karaoke. Đó. Thì nếu mà bán lẻ thì hiện tại thì EBX và mixer này, EBX Yamaha 5016CF thì hiện tại bên em có mức giá là 14 triệu này. Đó. Còn Boss 1800 CD6 có giá là 16 triệu. Cặp Boss LT4402 TM có giá là 21.500.000 và cặp Sub EV thì có giá là 7.500.000 một quả, tổng hai quả là 15 triệu nha bác nhé. Đó thì cộng lại thì lăn quanh chưa tới 70 triệu thì các bác có thể chơi nguyên bộ combo âm thanh cực kỳ là bá đạo này. Đấy. Toàn là những cái sản phẩm chất lượng đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, Boss EV của Nhật Mỹ không nha bác nhé. Để các bác nào có nhu cầu mua sắm những dòng sản phẩm này, các bác muốn mua lẻ thì mua lẻ, muốn mua ngang bộ thì bên em sẽ phối ép nguyên bộ cho tất cả các bác để các bác chơi. Đó. Mọi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trong Quốc Hồng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707. Các bác xem kênh và video thì các bác cảm thấy thích thì các bác thích video thì các bác chia sẻ video, chia sẻ kênh giúp em nha. Và các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác hãy ủng hộ kênh Thanh Quốc Hồng bằng cách nhấn nút đăng ký và nhấn vào chuông để cập nhật theo dõi những sản phẩm mới nhất mà bên em về cũng như là phối ghép những bộ dàn cho các bác tham khảo. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác video sau.